Chào các bạn, và hôm nay sẽ là một vlog mà mình mua một món quà để tặng cho bé Mỡ. Mình nghĩ là món quà này có rất là nhiều bạn nữ, những bà mẹ, những người nội trợ sẽ rất là thích. Đó chính là chiếc máy rửa chén. Chắc là nhiều bạn sẽ comment là: ủa, rửa chén nó đâu mất quá nhiều thời gian đâu, tại sao phải mua một chiếc máy để uổng tiền chi vậy? Thật ra nếu mà rửa chén 1-2 cái đồ này nọ, nó không mất nhiều thời gian thiệt. Nhưng mà nếu mà mỗi lần cứ tiệc tùng đồ này nọ, bạn bè tới á, mỗi lần xong tiệc lúc nào cũng có một đống chén hết, và việc rửa như vậy rất là cực, rất là mệt. Và cũng vì lý do đó nên ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định mua chiếc máy rửa chén để dành tặng cho bé Mỡ, để giúp cho bé Mỡ đỡ một phần việc. Thì tại vì đối với mình á, thời gian là tiền bạc mà. Cái nào mà sử dụng máy móc, cái nào mà sử dụng công nghệ để tiết kiệm thời gian thì mình ưu tiên xài cái đó. Mình nghĩ là các bạn nữ sẽ hiểu cảm giác này. Đây là một video hướng dẫn rửa chén dĩa đúng cách. Đó, lúc nào mà mỗi lần tiệc tùng xong nhìn thấy một đống chén đĩa dơ như thế này thì cảm giác của các bạn sẽ là: đó, các bạn hiểu cảm giác của mình chưa? Mỗi lần mà bạn bè tới nhà tiệc tùng các kiểu thì sáng hôm sau nó cũng giống như vậy đó. Và mình không muốn là đập một đống chén dĩa đó. Nên chiếc máy rửa chén là mình nghĩ là một thứ mà rất là cần thiết trong gia đình mình. Trong lúc mà bé Mỡ không có ở nhà thì bây giờ mình sẽ ra siêu thị điện máy để nhờ người ta tư vấn. Sau đó thì sẽ chuẩn bị một số cái trang trí món quà để khi mà bé Mỡ về thì bé Mỡ sẽ cảm thấy bất ngờ. Các bạn ơi, hiện tại là mình đã về tới nhà rồi, và phía bên tay phải của mình đây là chiếc máy rửa chén. Thì một tí nữa khi mà bé Mỡ về thì mình sẽ review cho các bạn xem. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ nhờ Kha để quay tiếp tục cái đoạn video clip này, để mình có thể bây giờ viết những tâm thư, những dòng trang trí các kiểu đồ đó. Hôm nay anh có một món quà đặc biệt muốn tặng cho... Chắc chắn là không phải tặng cho em rồi. Em thấy cái gì chưa? Một chiếc tivi mới. Nghĩ sao cái này là tivi vậy bà? Đây, chiếc máy rửa chén. Wow. Mình sắp tới là nhà mình cũng không còn rửa chén nữa. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ trang trí. Mình trang trí làm sao Kha? Ủa, mình phải trang trí luôn hả anh? Đúng rồi, tại quà anh tặng bé Mỡ mà. Quà kỷ niệm 500 ngày tôi... hai đứa anh chúng ta tụi mình yêu nhau. Cứ sợ. Không, anh sợ là anh nói sai từ mắt công mấy bạn khán giả, mấy bạn xem rồi, hiểu nhầm. Ồ, có cái nương. Trời ơi, bao giám sinh luôn mọi người. Còn một cái rất là quan trọng, nãy giờ anh ngồi anh viết tâm thư cho chị Phương. Wow. Đó, bảo đảm tí nữa chị Phương đọc, chị Phương sẽ rớt nước mắt. Rớt nước mắt. Ta da ta da. Còn bây giờ thì nó rớt hoài vậy trời. Còn bây giờ thì đợi khoảng vài tiếng nữa chắc chị Phương về sẽ quay reaction của chị Phương nha các bạn. Ok. Hello. Đi chơi giờ này mới về. Về sớm á. Về sớm. Gấu về sớm á. Sao đi chơi vui ông gấu? Vui không con? Ngày hôm nay anh có chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em. Món gì Kha? Món gì? Nhiều quà ghê mà. Nhiều quà. Quà này thì em tự đi một vòng nhà mình em khám phá đi. Quà thôi. Này cất giấu ở đâu mà đi một vòng nhà mình khám phá ghê vậy? Không cất giấu luôn. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ủa, thấy rồi. Má, đâu vậy? Lụm hả? Lụm cái đầu bà, nghĩ sao đồ lụm mà trời. Em biết này là gì không? Không biết. Đây là cái tivi, em hãy đọc những dòng tâm thư của anh đi. Ba cái tâm thư nữa, có 4 tâm thư luôn. Coi. Dạ. Em yêu dấu, mừng 3 tháng tụi mình về chung một nhà, cũng như 500 ngày anh bị em hành hạ. Trời ơi, chữ nó xấu vậy. Nên ngày hôm nay anh có một món quà to tổ bố muốn tặng cho em. Hy vọng món quà này có thể giúp em một phần công việc của ngôi nhà này. Của? Ủa này chữ A hả? Đúng rồi, chữ Ủa, của. Ủa này là chữ A của... nè mọi người. Đúng rồi. Chữ A luôn các bạn. Em đỡ mệt rồi thì đừng kiếm chuyện với anh nha. Đúng rồi. Bà tối ngày kiếm chuyện với tôi hoài à. Nặng nhẹ chửi bới tôi. Đúng không Kha? Đúng rồi, em cứ bị gọi là bị gì bị ăn biếm với mọi người. Chứ em kiếm chuyện hoài khiến anh bực bội. Khiến
anh bực bội vãi lìn thì có ngày anh có ngày anh sẽ gì? Thì có ngày anh sẽ đánh chết mỏ em luôn. Nói giỡn thôi chứ anh thương em lắm, hôn em ngàn cái. Hôn em ngàn cái má thương là tôi sợ, tôi không dám nhận luôn á. Sao các bạn thấy tâm thư của mình thế nào? Tôi nhớ cái đèn này nè, cái đèn treo trong phòng ngủ mà. Đúng rồi, cái đèn này cái đợt mình đi Thái Lan mình mua. Cái clip mà mình trả giá đồ á, đi Thái Lan lấy ra trang trí và thấy được. Ok, được, viết. Nhưng mà chưa biết, bà chưa biết cái máy này là máy gì đúng không? Thì đúng rồi, nãy giờ biết cái không? Máy này là máy rửa chén. Wow, từ giờ sẽ không phải rửa chén nữa. Chính xác. Lần đầu tiên trong cuộc đời biết cái máy rửa chén là gì luôn, hồi giờ rửa tay không ạ? Giá máy rửa chén này bao nhiêu anh? Giá máy rửa chén này, cái clip này mình không phải quảng cáo nha các bạn. Cái máy này là có giá là 7 triệu. Ví dụ như chén dĩa cái mình. Cái này dùng năng lượng mặt trời nè. Chắc là năng lượng mặt trời nó chiếu tới đây để mà nó rửa chén cho mày. Sáng tạo, tôi có 10 chỉ sáng tạo. Má tức dễ sợ luôn á. Ok, chỉ đi, chỉ đi. Muốn xài cái này á, em phải xài viên rửa chén. Đây, viên rửa chén, một cái hộp này. Không có xài bông bình thường hả? Không, không có xài nước rửa chén bình thường. Mình thật ra thì mình lúc mà mua hàng xong mình mua luôn cái này á. Cái chưa unbox, chưa xài gì hết các bạn à. Chưa biết cái viên nó hình thù ra sao. Đây là cái viên rửa chén. Ủa nhìn giống như bột mà bột trong máy giặt ha. Đè về lỡ ra nè. Mình sẽ bỏ viên rửa chén vô đây. Wow. Đó, nè cái phần. Còn bên đây bỏ gì? Cái đây khỏi bỏ. Tại tùy theo có viên bự, viên nhỏ. Còn bên đây á là nước làm bóng. Bóng xe bóng bóng dĩa. Bóng mà kiểu bóng. Bóng dĩa chén dĩa nha, chứ không phải là bóng kia. Chứ phải hello tô. Đúng rồi, chứ không phải bóng lô tô. À là cái này chế trong cái lỗ này. Đúng rồi, chế nước này nước làm nó bóng. Nó phải nước làm bóng không? Đây là nước bao bóng, nó sẽ bao cái sự bóng của chén dĩa của bạn. Đó. Và có một cái rất là đặc biệt, đó chính là muối. Muối này không phải là muối để ăn, muối này là muối để làm mềm nước. Nghe lạ không? Nghe lạ không? Ủa, nước sao phải làm mềm? Tại vì nước mình á nó cứng, người ta vậy. Nó lỏng mà. Hình như là nó có hạ độ kìm gì á. Nước á nó có kềm mấy cái gọi là tạp chất á, yeah. Nên nó khiến cho nước nó bị cứng. Nên bây giờ mình phải xài cái muối này để cho nó mềm nước, để cho cái máy này xài nó không có lâu ngày nó bị hư á. Đó. Bớt chơi đồ hàng lại chị. Đây là một cái khoang mà bỏ muối để mềm nước. Cái lỗ như thế này nè. Đó, muối này mua một lần mình mua combo luôn. Ba cái là nói chung hình như 4 ký muối rồi 120 viên rửa chén rồi nước làm bóng mấy lít gì á. Thì nó có giá là tôi chịu. Nói chung mỗi lần xài á nó sẽ tốn rất là ít. Mình cứ đổ một lần rồi xong xài cho mấy chục lần vậy á. Nhưng mà đặc biệt nước rửa chén thì một lần rửa là một viên. Nước làm bóng với muối á thì xài cứ phiêu vô nó sẽ hết dần dần. Gắn xong bắt đầu xài cái này khóa lại. Nguyên tắc hoạt động máy rửa chén này là gì? Nó có mấy cái dòi này nè. Nó sẽ phun nước lên và nó sẽ làm sạch chén dĩa. Còn cái phần cặn mà mấy đồ dơ á nó sẽ gớt ở đây. Không lâu ngày á mình cứ thay thôi. Mình lấy ra mình thay thôi. Bỏ chén dĩa vào rửa thôi mọi người ơi. Nhưng mà trước khi rửa các bạn cứ chén sơ nha. Để cho nó máy nó đỡ phải cực á. Rồi chén sơ. Đầu tiên là mình sẽ chất vô mấy cái tô này trước. Các bạn thấy tô mà dơ không? Đó, chất vô như vậy. Cứ để sát vô như vậy. Đó, nó sẽ theo như vậy. Rồi, muốn rửa chảo đúng không? Mình có thể để cái chảo vô luôn, mình rửa luôn. Đó. Ok. Còn bây giờ thì mình sẽ gắn GoPro vô và xem coi quá trình nó rửa như thế nào nha các bạn. Bỏ GoPro vô luôn hả anh? Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ bấm nút Power để khởi động. Em chọn chế độ Nemo hoặc là Eco. Eco là tiết kiệm điện, Normal là bình thường. Thì em đồ mình bỏ trọng cũng ít nên chọn Eco. Rồi xong em bấm Start để bắt đầu. Còn mấy cái này? Mấy cái đó là chế độ khác bà. Giống như khuyết á là rửa trong vòng 30 phút. Biết rồi, bữa này là gì? Cái đó là tôi chưa nghiên cứu, ok. Cái này. Cái đó rửa ly. Bây giờ mình bấm start là nó nổ cái đùng. Ê, nước nó chảy nè. Thấy nước nó dâng lên không? Ở bên trong thì hiện tại là nước nó đang bắn. Nó bắn từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới nè. Ở bên trong nó sẽ có hai cái phần mà dòi nước nó bắn. Nói chung là nó sẽ bắn đủ thứ. Rồi nó sẽ làm tan cái viên mà viên rửa chén á. Tan viên đó là nó tạo xà bông. Thì một lần rửa này nó sẽ trong vòng anh nhớ là 45 phút. Và nước này là nước nóng ở nhiệt độ 70 độ C. Nên chắc chắn là chén dĩa của mình nó sẽ
sạch và diệt khuẩn. Bình thường nếu mà mình rửa thì nó sẽ sạch thôi đúng không? Nhưng mà nó chưa chắc là diệt khuẩn. Thì với cái nhiệt độ mà 70 độ C này thì nó giống như là nó diệt vi khuẩn à. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng cái máy mình đã rửa xong rồi. Và bây giờ mình sẽ xem thử coi bên trong có gì nha các bạn. Theo mình gờ vô mà thấy mình thấy nó còn nóng luôn á. Nãy giờ mà hình như là cái máy này sau khi mà rửa xong thì phải 10 phút xong mới được mở ra đúng không anh? Hoặc là có thể mở ra rồi xong rồi chờ nó bốc hơi hết thì mình thấy là có hơi nóng nó lùa ra. Đây bây giờ mình sẽ kéo mấy cái này ra. Thì mình thấy ở đây là đầu tiên những cái đôi đũa của mình nó khô queo luôn nè, nó không còn một cái giọt nước nào hết, nó rất là sạch luôn á. Tiếp đến thì mình thấy là ở đây có những cái muỗng. Những cái muỗng này mình thấy là, các bạn thấy không? Nó bóng luôn mà phía sau nó gần như là giống như là nó có mặt mình ở trên đó vậy. Bóng hơn kha nhà mình nữa. Đây con dao mọi thứ nó đã được rửa sạch sẽ rồi. Nhưng khi mà cầm những cái này á, kiểu mà cảm giác rất là nóng nha. Mình cầm cái chảo này mà mình để lên mặt của bé mở một cái thôi. Má ơi, gấu, con có muốn chui vô đây không gấu? Trời đang mưa, đang lạnh đúng không? Giờ con vô đây một cái thôi là gấu, con làm gì vậy ba à, gấu? Giữ lại. Con mà vô đây một cái thôi là người con nó sẽ ấm áp lắm gấu. Gấu, hả à, gấu. Tô này cũng nóng lắm nha. Các bạn coi cái tô nè, bóng kim kít. Còn đây bên trong nè, sáng ghê luôn á. Sạch sẽ. Mình để ý là những cái nào mà màu trắng khi mà rửa qua cái máy này á thì nó rất là sáng nha, giống như là nó tẩy à, không có mùi gì hết, không còn mùi đồ ăn. Thì theo mình được biết á là nhiệt độ ở đây nó sẽ để là 70 độ C, nên khi mình lấy ra thì nó hơi nóng một tí, mình phải để một hồi cho nó nguội bớt rồi mình hãy lấy ra. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ lấy ra hết nhiên, sạch sẽ, đóng nắp lại. Vậy là sau 45 phút thì cái máy cũng đã rửa xong. Không phải 45 phút đâu em. Sau 2 tiếng 45 phút tức là nó mới rửa thôi. Nhưng mà sau đó nó còn có chế độ mà làm quạt gió cho nó khô. Sấy khô chén dĩa. Thì mình chờ đâu đó là khoảng 2 tiếng đồng hồ bắt đầu nó mới xong cái công đoạn. Thì mình nghĩ là với cái máy rửa chén này thì các bạn là giống như mỗi tối trước khi đi ngủ, một đống chén bỏ vô máy, sáng dậy sạch. Ta-da. Bây giờ thì ốp lên thôi. Rớt bạ muỗng rồi. Ốp chén tô lên. Xong, đóng tủ lại. Ok, vậy là nãy giờ mình đã review xong cái máy rửa chén. Theo các bạn thì nên rửa chén bằng tay hay là mua chiếc máy rửa chén để dùng? Comment bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì